nè các bạn ơi. Ha ha, mình phát hiện ra đây có những chiếc xe bị dính bùn luôn nè. Bên này mình cũng đã có chuẩn bị ở đây một cái rổ. Bây giờ mình sẽ thử nhấc những chiếc xe này bỏ vào rổ nha. Wow, rất là dơ luôn. Chúng ta sẽ thu thập hết những chiếc xe này lại. Sau đó mình sẽ đem đi rửa sau nha. Tìm kiếm thử xem xung quanh đây chúng ta còn gì nữa không nào. Let's go. Wow, phát hiện ra ở đây có thêm những chiếc xe cũng bị dính bùn rất là nhiều luôn nha. Wow, gì đây? Wow, rất là đẹp luôn đúng không nào? God, có một chiếc xe siêu to khổng lồ luôn này các bạn ơi. Wow. Ồ, chúng ta có một chiếc xe đây này các bạn. Aha, ở đây chúng ta có một cái thau cùng với những chiếc xe khác nữa nè. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ hết những chiếc xe này của mình vào đây. Wow, một chiếc xe rất là đẹp luôn nè các bạn. Xe chở xăng dầu. Wow, những chiếc xe rất là đẹp luôn. Chúng ta có nhìn ở đây các bạn. Wow, đây là police bus, xe cảnh sát đó nha. Còn đây là một chiếc xe máy xúc mini để anh xin xử xử luôn. Wow, còn đây là một chiếc xe bán tải này các bạn ơi. Aha, chiếc xe rất là đẹp luôn. Wow, có một chiếc xe màu đỏ. Đây là mô tô police.
Ta-da! Nhìn nè, chúng ta có một chiếc xe cần cẩu, một chiếc xe bán tải có gắn cần cẩu phía sau. Wow, school bus. Đây là xe chở học sinh. Haha, chúng ta có một chiếc police car. Wow, Batman car. Đây là một chiếc siêu xe của người giới đó nha. Wow, gì đây? Một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân. Wow, truck bus là chiếc xe màu cam này đó. Oh, một chiếc xe chở vật liệu xây dựng trong công trình. Oh my god, chúng ta có cả một chiếc xe khủng long luôn nè. Có một cái đầu con khủng long khá to ở trên chiếc xe này. Wow, một chiếc xe thang nâng người. Chúng ta có một chiếc máy bay ở đây luôn nè các bạn. Oh my god, bây giờ thì nó đã biến hình thành một con robot luôn rồi. Wow, rất tuyệt vời luôn nè. Để xem còn gì nữa không. Có một chiếc xe màu vàng rất là nổi bật luôn đó các bạn. Và đây là xe máy xúc. Xe đưa thư. Wow, còn đây là xe cần cẩu đó nha. Wow, trên tay mình là một chiếc xe siêu to khổng lồ luôn. Wow, chiếc xe rất là đẹp luôn không nào. Moto Police. Hết rồi các bạn ơi. Và đây là toàn bộ tất cả những chiếc xe mà ngày hôm nay mình đã nhận được. Có rất là nhiều những chiếc xe khác nhau ở đây luôn. Wow. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.